Và bây giờ chương trình xổ số may mắn trúng thưởng xin được phép bắt đầu ạ. Quý vị nào có tấm vé số trên tay xin hãy chuẩn bị ạ. Thần tài may mắn đang đến với quý vị ạ. Trước lúc mà chương trình xổ số chúng ta bắt đầu đó thì cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ nhiệt tình cho ban tổ chức, và đúng ra thì ban tổ chức còn 40 vé nữa thì mới hết được số vé mà chúng ta sẽ ngày xin mời quý vị mạnh thường quân nào, quý vị đồng hương nào mạnh tay chúng ta thêm 40 vé nữa để chúng ta bắt đầu chương trình này. Mình dò nha.
đó là ủng hộ 150 euro cho các bạn cộng đồng. Chi phí cho buổi hôm nay cao hơn cho các bạn. Xin mời quý vị cho anh một tràng pháo tay thật là to. Cảm ơn anh Phạm Hùng Vân rất là nhiều. Và giải cuối cùng là giải nhất 250 euro giải độc đắc. Để xin mời ông ban tổ chức của ông ban tổ chức cộng đồng ra bốc vé cuối cùng mà. Xin mời ông chủ tịch cộng đồng. Bây giờ cái số này tôi xin chúc cho quý vị nào được trúng và cũng tặng lại cho cộng đồng thì tôi rất là vui, xin cảm ơn. Và cái số may mắn đây tôi xin bốc số 0303 0303. Mạnh tiền để ủng hộ cho ban tổ chức cho sinh viên ngày hôm nay.
vị nào có thể mạnh tay giơ tay lên và báo cáo trước chúng tôi sẽ tiếp tục. Và nào, tôi chưa thấy tay nào giơ lên hết. Không có nhiều thời gian và chúng ta chỉ có hai món quà. Món quà thứ nhất rất là đặc biệt, cha Samson sẽ là khai vị đầu năm. Xin mời quý vị ủng hộ. Một người 150. Người thứ hai. Im quá, im quá. Xin mời quý vị chúng ta còn 5 phút nữa sẽ cho qua. 5 phút nữa thì tôi sẽ tell là chúng ta sẽ đấu giá cái kè số 3 này. 150, 151, có bị là 151 không? Người thứ hai, tôi hy vọng rằng sẽ có người thứ hai đưa giá 150 không? 156. Xin mời quý vị, em có thể mỏi tay em để xuống tổng lâu không? Xin mời người thứ hai có thể đấu giá. 150. Bây giờ tôi sẽ 1, 2, 3. Nếu không thì người sẽ với cái giá 150 sẽ nhận chai sâm ban này. 150, 151, 170, 170. Xin còn ai nữa không ạ? 170. Hôm nay là cái món quà này là coi như là vui khai vị đầu xuân. Không có thời gian nhiều, bây giờ đi theo. 170. 2. 170. Vài hơn không ạ? 170. 3. Xin mời anh lên nhận món quà này. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Xin lỗi anh tên gì ạ? Em tên Sơn ạ. Anh Sơn đến từ bây giờ thì cũng tới đến rồi thì Sơn cũng chúc tất cả các anh chị em và chung vui cùng một cái chai rượu này luôn nhé. Xin quý anh chị có lòng hảo tâm đến ủng hộ bánh mì mình mua về ngày mai mình khỏi
Vâng. Và kính thưa quý vị, tôi xin dành 10 phút để chúng ta đấu giá cái quà thứ hai. Chai rượu này, Cô Phô Xuyên, XO. Chai rượu này nghe thường rất là đặc biệt, uống chắc là ngon hơn là rượu đi mật tên hoặc là cô nhắc. Đây có cái chữ XO rất là... Và tôi vừa nhận được thông tin là chương trình gây quỹ cho Đồng Tông và Lộc Hưng, anh chị Sướng đã ủng hộ 1.000 euro cho cái thùng quyên góp. Chúng ta cho một tràng vỗ tay cho anh chị Sướng ạ. Và đấu giá cái món quà thứ hai, xin mời em đi lên đây giúp tôi. Giá khởi điểm cũng 150 euro, nhưng mà cái giá mua là như thế này rồi. Quý vị nào mà uống rượu là biết cái giá trị của cái chai rượu này, 150 euro. Những anh chị nào mà muốn mua chai này mà nhìn thấy cái mác này á, thì có thể lên đây để nhìn để biết rõ cái tên của cho này. Và chai rượu này giá đấu giá ban đầu 150 euro. Xin mời quý vị chúng ta có thể ủng hộ nhanh nhanh đây, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Nào, chúng ta cùng vui lên nào. Có 10 phút thôi, có 10 phút cho cái chai rượu này. Xin mời quý vị chúng ta hưởng ứng để giúp cho ban tổ chức có thêm chi phí trang trải trong cái buổi tổ chức ngày hôm nay. Bởi vì cộng đồng không có cái nguồn vốn nào ngoài ra hết. Là những cái này thì nhờ họ tìm bán những cái ly nước uống và tiền số số cũng như là cái tiền đấu giá để trả cho những cái tiết mục và tham gia trong ngày hôm nay, cái gì âm thanh ánh sáng rồi tất cả những cái đội múa và tất cả nhiều cái chi phí. Và giá 150 euro, 150 euro bắt đầu có người ai 160, 160 ai trên 150 không ạ? 150 có một người rồi. 150. 170. Ai giơ tay 170? 170 có người rồi. Ai 180? 80 được 200 luôn rồi. Tốt quá, được mấy chục rồi, được mười mấy chục rồi, lãi rồi. Không sao hết. Ai trên 200? Ai trên 200 nào? Bên này có không? Hồi nãy là bên này hai người rồi, bên này chưa có người nào hết. Bên này gì? Bên này 240 có không? Không có. Ở dưới kia mấy anh đang đứng uống bia kìa, có anh nào 240 không? 200 lần thứ nhất. Được rồi, 20 dòng là được rồi, vui là chính. 220 rồi, 203. Anh nào lên 250 là biểu luôn. 203. 231. Xeo lại. 221. Bây giờ chốt giá 220. Được hồ nha. Khi đang hồ đến chưa đến chưa hồ số số 3 thì quý vị có thể giơ tay tiếp. 220 là thứ nhất. 220 lần thứ hai. Chưa ai giơ tay thêm hả? 220 rồi. 203. 203 thì anh tăng lên 250 luôn đi. 203 lần thứ nhất. Nào, 203 lần thứ hai. 203 lần thứ hai. Thứ hai đi 250 được rồi đó.
uống nữa. Vâng. 240 rồi, giờ còn có 10 dòng là 250 chứ, chẳng cho bạn tôi chín về ghế đêm. 250. 250. 240 lần thứ nhất. 240 lần thứ hai. 250. 250 lần thứ nhất. 250 lần thứ hai. 250. Vâng. 250 lần thứ ba. Xin mời anh lên đây. Và chúng ta cho một tràng pháo tay cho một người đã ủng hộ chúng ta với giá 250 euro. Xin cảm ơn anh Có, anh đã ủng hộ 250 cộng với là 250 đấu giá cái chai rượu này. Như vậy là ban tổ chức nhận về 500 euro. Anh Có đến từ Eftelin. Và một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn các anh Có rất là nhiều. Và sau đây, một cái tiết mục nữa mà nó liên quan đến ban tổ chức là cái thùng tiên đề. Vừa rồi tôi có nói là chỉ xứng cả ủng hộ 1.000 euro có một thùng tiên đề. Bây giờ cái thùng quyên tiền xin nhắc lại là cái số tiền quyên này sẽ giúp đỡ cho đồng bào Đồng Tâm và đồng bào Lộc Hưng. Số tiền này sẽ chia đôi và ban tổ chức sẽ liên lạc với tận tay những người đồng hương chúng ta tại Việt Nam và sẽ thông báo trên báo Việt Nam Người Sài cho quý vị biết. Và xin mời em Yến, xin mời em Yến cầm cái thùng tiền này đi từng bàn. Quý vị ủng hộ được bao nhiêu thì được. Và sau đây tôi xin nhường chương trình lại cho MC